Trong thời kỳ đầu tiên hôm nay, Tân Mục Phaolô Trần Công Đình sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho thân bằng và tiền thổ, cho quê hương Hà Lan, cho giáo xứ Vĩnh Đức và cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Thiên chức linh mục thật cao cả, nhưng cũng đầy hy sinh vất vả, và linh mục vẫn là con người với bản tính tự nhiên yếu đuối. Vì thế, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt cho tân linh mục Phaolô Trần Công Đình luôn trung thành theo Chúa đến trọn đời, luôn phục vụ cộng đoàn trong Chúa với tâm tình của người phục tử luôn vì đoàn viên. Chúng ta cũng công nguyện cầu nguyện cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết quảng đài đáp lại lời mời gọi của Chúa trong hương đoàn linh mục, để làm cho danh Chúa ngày càng rạng rỡ hơn. Với những ước nguyện ấy, cùng với tâm tình tri ân cảm tạ, xin kính mời cộng đoàn đứng lên. Anh Việt đây. Con chào chào. Cha mới đi sau này, cha mới đây.